Đồ xưa Mai Tôn xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Hôm nay là thứ tư ngày 27 tháng 12, em xin giao lưu vài món đồ xưa đến các anh chị và cô bác. Đầu tiên xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cái án tàu các anh chị, một cái án tàu ha. Đây, nhằm người ta gọi bát hương cũng được. Đồ này đồ cuối 19 ha các anh chị, cuối 19 bao các anh chị là chuẩn cổ. Nước men còn rất là bóng khỏe luôn, bóng khỏe tuyệt vời luôn ha, rất là đanh. Đồ này là đồ ký kiểu ha các anh chị, đồ ký kiểu. Ở dưới đây là chôm mà có hai mộc. Đây chôn mộc có mộc đàng hoàng ha các anh chị. Đây tình trạng của cái án này là nó bị vẫy ở đây một tí đây các anh chị. Đây bị vẩy ở đây, cốt rất là già luôn, cái gì rất là hàng này rất là sâu tuổi. Đây bị vẩy ở đây ha các anh chị. Đây các anh chị cứ xem, còn như là lành đẹp hết trơn luôn. Đây nói chung là cũng không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ hết trơn ha các anh chị, không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ. Chiều cao của cái án này là có chiều cao thì rơi vào là 8.8 cm, chiều cao là 8.8, còn đường kính thì rơi vào là 18 cm. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1.8 triệu, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Tình trạng là đẹp 99%. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là cái này cái một cái hộp thuốc ha các anh chị. Đây cái này em tư duy là một cái hộp thuốc ha. Đồ này ở dưới đây là có mộc là ghi là xứ Đông Thành, Quảng Ninh, Việt Nam, thì đương nhiên đồ này là đồ Đông Triều ha, bao cấp thập niên 1980. Tình trạng là lành đẹp hết chứ ha các anh chị. Cái này là hộp thuốc ha. Ở đây là có con chim, rồi chữ này là chữ tiếng Anh, tiếng Tàu gì đây. Đây các anh chị cứ xem, rất là đẹp luôn, tất cả đều là vẽ tay ha. Cái hộp thuốc này bằng gốm ha các anh chị, có chiều cao rơi vào là 14 cm, chiều ngang thì rơi vào là, chiều ngang rơi vào là 11 cm. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 650.000, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 650.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bát Minh Phố ha. Bát này là bát phụng ha các anh chị. Bát là bát phụng, một con phụng đây, hai con phụng đây. Đây bát này là có hai con phụng ha. Ở đây là có Minh Văn. Đây tình trạng của cái bát này là lành đẹp, lành đẹp luôn ha các anh chị. Lành đẹp 99%, không tì vết gì cho các anh chị à. Đây lao ở trong đây không tì vết, rất là đẹp luôn. Bát phụng nha các anh chị, bát phụng. Cái bát này thì có đường kính rơi vào là 11.5 cm, chiều cao rơi vào là 5 cm. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 500k ha. 500k bao ship đến các anh chị và cô bác, bao các anh chị là chuẩn cổ không. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình núm vú ha, một cái bình núm vú rất là đẹp luôn. Bình này là bình Long Ảnh ha các anh chị. Đồ này tư duy là đồ tàu cũ ha các anh chị, hoặc là đồ giang tây là đồ ha. Chiều cao thì rơi vào là 28 cm, chiều cao 28 cm ha. Mộc là mộc chiếc lá ha các anh chị. Đây đồ này đồ cũ ha các anh chị. Đây rất là đẹp luôn, mình thấy đẹp thì mình mua về. Đây rất là đẹp, tình trạng là lành đẹp ha, tích là Long Ảnh tất cả đều là vẽ tay hết trơn luôn. Anh có cái đầu con rồng, đây cái đầu con rồng chồng cũng rất là gõ luôn ha, vẽ tay ha các anh chị, hàng vẽ tay vút tay rất là đanh, rất là đanh luôn ha các anh chị. Em xin giao lưu cái bình nấm vú này với giá là 1.500.000, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Đồ cũng có tuổi 30-40 năm ha các anh chị. 1.500.000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái mặt tượng tứ diện ha các anh chị, một cái mặt tượng tứ diện. Đây bằng gỗ ha, đây là bằng gỗ, chiều cao rơi vào là 15 cm. Đây mặt tứ diện ha các anh chị, rất là đẹp luôn. Đây đồ này đồ trăm ba hay là đồ đồ trăm ba ha các anh chị. Đây Ninh Thuận Bình Thuận ha các anh chị. Đây hoặc là đồ của người Khmer. Đây đồ này bao các anh chị là chuẩn xưa, tất cả đều là khắc bằng tay hết trơn. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 850.000, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 850.000 bao ship. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là ba cái bát chiếc yêu lái thiêu, ba cái bát chiếc yêu lái thiêu. Đây hai bát này là vẽ Trúc Lâm Thất Hiền, còn cái bát này nó bị lỗi ha các anh chị, cái này là người ta quên vẽ luôn, quên vẽ ha các anh chị, quên vẽ. Đây bát chiếc yêu Trúc Lâm Thất Hiền ha, một cái bát rất là độc luôn, người ta quên vẽ ha. Đây các anh chị cứ xem, đây ở đây ta vẽ, ở đây con dơi, ở sau đây con dơi. Mà bác có bác không ha các anh chị, bác có vẽ Trúc Lâm Thất Hiền, bác không thì đương nhiên bác này là bác lỗi. Tình trạng là lành đẹp 99% ha các anh chị, tình trạng là lành đẹp 99%. Cái bát chiếc yêu này có đường kính rơi vào là 16.5 cm, 16.5 cm. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 500.000 bao ship ha. 500.000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình trà sông bé, cái này là gốm sông bé thập niên 80. Bình trà bông đào này có cái dáng rất là lạ luôn ha các anh chị, rất là lạ, tình trạng là lành đẹp 100% này, tại em dán băng keo lại ha. Đây tình trạng lành đẹp 100%, xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 500.000 bao ship, 500.000 bao ship luôn. Tiếp đến thì xin lên cho các bác, các anh chị và cô bác là thêm một cái bức tượng nữa. Đây cái bức tượng này là ngoài Bắc ha các anh chị, cái này là mua ngoài Hà Nội. Đây
một cái bức tượng chuẩn cổ, một cái bức tượng di lặc là sơn son thép vàng ha các anh chị, nên nhưng mà nó phai, cái này là phai rồi, lên nước bóng đẹp, rất là đẹp luôn, bao các anh chị là chuẩn cổ luôn ha. Cái tượng Phật Di Lặc này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 850.000, bao ship đến các anh chị và cô bác và bao các anh chị là chuẩn cổ ha. Đây. Chiều cao rơi vào là 14 cm, chiều cao là 14 cm, đúng rồi, 14 cm và chiều ngang rơi vào là 10 cm ha anh chị. 800.000, 850.000, bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái chung ha. Đây, cái này là tư duy của em, là tư duy là đồ tàu ha. Đây, tư duy của em là tư duy đồ tàu. Thấu quang thông đèn ha, rất là đẹp luôn, chuẩn cổ, bao các anh chị là chuẩn cổ. Nếu đồ Nhật thì cái này nó cũng chuẩn cổ luôn ha các anh chị. Đây. Nói chung người ta bán, người ta bao đồ tàu nhưng mà cũng nhiều người nói đồ Nhật nó rất là mỏng, rất là đẹp luôn. Tích là sơn thủy ha các anh chị, tích là sơn thủy đây, rất là đẹp luôn. Ở chôm này có mộc. Thì Nhật hay tàu thì cũng được nhưng mà bao các anh chị là chuẩn cổ này, không có còn gọi là tư duy chuẩn cổ, mình là bao chuẩn cổ ha. Còn cái này mình chỉ là tư duy là Nhật hoặc là tàu thôi. Tại cái này là em dòm là nó vẽ chứ không phải là nó in ha các anh chị. Đây, các anh chị cứ xem. Đây, em xin giao lưu các anh chị và cô bác cái chung này với giá là 800.000, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 800.000 bao ship. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác cái này cũng coi như là một siêu phẩm luôn, gốm sông bé mini. Rất là mini luôn. Cái này là đúng nghĩa mini ha các anh chị. Đây em xin đo kích thước của cái chung này. Chung này chắc không. Cái đó cỡ một lóng tay á. Cái này nói là anh chị hình dung. Khoảng cỡ 2 cm rưỡi. Cỡ 2 cm rưỡi đây. Một cái lóng tay, cỡ cái lóng tay của mình nè các anh chị, cỡ một cái lóng tay của mình. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 500.000 bao ship, bao các anh chị là hiếm độc lạ luôn, 500.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bát này, cái này là cái bát lá lặt. Đây xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bát lá lặt ha, đồ thành phố. Ở dưới đây là có minh văn, ôi linh có mọc lò luôn nè các anh chị, có mọc lò luôn ha. Rất là đẹp luôn. Tình trạng của cái bát này là nó bị tóc một đường như thế này. Đây, một đường tóc. Ở đây hai đường tóc. Đây, nước men rất là bóng khỏe luôn các anh chị, rất là bóng khỏe luôn. Tóc này dạng là tóc chân chim gạn thôi các anh chị chứ không phải là nứt ha. Đây, rất là đẹp luôn, nước men bóng khỏe. Ở sau đây là có bông cúc. Đây, bông cúc rất là đẹp luôn. Đây. Đây các anh chị cứ xem này. Đây nó tóc nhẹ lắm nha các anh chị. Rất là nhẹ luôn. Đây. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 500.000 ha. 500.000 cho cái bát lá lực chuẩn cổ ha. Chiều cao thì rơi vào là 6 cm và đường kính rơi vào là 12 cm. Đây, 500.000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bát chu đậu ha. Một cái bát chu đậu xưa, hàng này là hàng xuất khẩu ha các anh chị. Đồ phải 5-60 năm trên, hàng xuất khẩu. Chiều cao rơi vào là 13 cm. Đường kính miệng thì rơi vào là 23 cm. Đường kính miệng rơi vào 23. Cao 13, đường kính là 23 ha các anh chị. Đây, hàng này hàng xuất khẩu ha các anh chị. Đây, rất là đạnh luôn, bao các anh chị là chuẩn xưa ha. Cái bát chu đậu này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,5 triệu bao ship, đường kính tới 23 và chiều cao tới 13 ha. Một cái bát rất là to như cái chuông vậy ha các anh chị. Nè, 1,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bát lông ổ gốm Nhật. Đây, một cái bát lông ổ gốm Nhật ha. Tình trạng là nó bị tóc một đường như thế này. Đây, một đường như thế này chỗ này đây. Đây, xiên cốt hả các anh chị, một tóc xiên cốt đây, chuẩn xưa hả anh chị, chuẩn xưa. Bát này là bát lông mẫu hả các anh chị, một cái bát chiếc yêu lông mẫu gốm Nhật. Chiều cao của cái bát này thì rơi vào là 6 cm, đường kính miệng thì rơi vào là 16 cm. Em xin giao lưu cái bát lông mẫu này với giá là 400.000 bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 400k bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là 6 cái chung giang tay ha. Đây, 6 cái chung uống trà ha. Đây, 6 cái chung uống trà này là 200.000 ha các anh chị, giang tay Trung Quốc ha. Đây, đồ này chỉ là đồ cũ thôi các anh chị, đồ cũ thôi. Giang tay Trung Quốc. Đây, Trúc Lâm Thất Hiền. Phải không? Ừ. Ờ đúng rồi, Trúc Lâm Thất Hiền. 6 cái chung này với giá là 200.000 bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Vừa có minh văn vừa có ngân tích người luôn ha các anh chị. 200k bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác một cái thố Sài Gòn ha, một cái thố tím Sài Gòn chuẩn cổ. Thố Sài Gòn. Đây, thố Sài Gòn màu tím ha, chuẩn cổ luôn. Cái thố này tình trạng là lành đẹp 99%. Đây, tư duy trên đây là có bị phết ở đây một tí đây. Không biết có không nữa. Chắc hồng đây. Chỗ này là cánh chị đây, rất là dễ dòm. Đây, chỗ này là dòm đây dễ, chỗ này. Nó khoảng cỡ như 2-3 hạt gạo với cánh chị. Đây,
hai ba gạo đây, phết lại nhẹ các anh chị, nó bị lắc men á. Đây một cái thố Sài Gòn màu tím rất là hiếm có luôn, chiều cao thì gơi vào là 15 cm, chiều cao gơi vào là 15, đường kính miệng thì gơi vào là 15 luôn, cao 15, đường kính 15, tình trạng là lành đẹp 99%. Cái thố Sài Gòn này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 3,5 triệu bao ship, 3,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bát cô tô thành ha, cô tô ngoại thành. Cái bát này là bát Nhật, bát này nó có tình trạng ha các anh chị, nhưng mà được con cái gơi vào là sẽ to. Đây ở cái miệng nó nhâm 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 gì đây, nhâm nhâm nhâm. Đây ở sau đây là minh văn, đây mọc lò ở đây nó bị tóc hai đường đây, hai đường đây ha. Em xin giao lưu cái bát cô tô thành này với giá là 500k, tình trạng là làm đẹp 95%, chuẩn cổ ha các anh chị, chuẩn cổ. Chiều đường kính gơi vào là 16.5, đường kính 16.5 khá là to luôn, chiều cao là gơi vào là 7 cm, cao 7, đường kính 16.5. đây một cái bát Nhật ha các anh chị, đòi là đồ Nhật ha, 500.000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái chóe ha, một cái chóe tàu, chóe là chóe phỏng thôi, chóe là chóe phỏng đồ cũ ha các anh chị, nhưng chủ yếu bán về mình trang trí nhà thôi. Đây chóe là chóe 7 hay chóe 6 nè, chóe 6 rồi, em đo lại rồi, chóe 6 thôi. Đây một cái này là tam cố thảo lư ha các anh chị, tam cố thảo lư có nghĩa là anh em Lưu Quang Chương trong tích tam quốc là đến nhà của Gia Cát Lượng là nói chung là thỉnh hiền cái cầu hiền đó các anh chị. Ché này có chiều cao rơi vào là 64-65 cm, thì trên ché 6 thì nó cũng rơi vào là ché 7 ha các anh chị. Đây tất cả đều là vẽ tay, hàng này chỉ là hàng phỏng loại thôi các anh chị, còn cái dòng bụng của nó to khủng khiếp luôn, con rồng đẹp quá nè. Đây dòng bụng cái nó khoảng cái trên 1 mét, có 1 mét trên chứ, cái này khoảng 1 mét trên. Dòng bụng là 1 mét mấy ha các anh chị. Lông hí ngư, lông ngư hí thủy ha các anh chị, tất cả là vẽ giáp mặt luôn. Đây còn mặt này là tam cố thấu lư ha, là cầu hiền, là cầu Gia Cát Lượng đó các anh chị. Đây tình trạng là lành đẹp ha, đồ này là đồ nó chỉ rơi vào tầm khoảng có 30 năm thôi. Đây, sau đây tất cả đều là bẻ tay nha. Cái chế này em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 3,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác, này bán thanh lý thôi. Tiền ship ví dụ như bao ship thì các anh chị biết là những cái đồ to có bưu điện hay kể cả Viettel hay kể cả những cái dịch vụ khác là nó không có tính ký, cái gì cao trên 6 tấc thì không tính ký nữa. Cái số ký phải đăng chiều cao và do đo dòng bụng nhân lên ha các anh chị, nó rơi vào thậm chí phải 40-50 ký, chứ không có phải là nhiều ký cân nhiều ký là đo chiều cao phải nhân lên số lượng ha. Cái này là gói rất là phải kỹ, 3,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha, chiều cao là 65 cm. Em cầm nắp cho, rất là to luôn anh chị. Rồi cuối cùng thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái siêu phẩm luôn, một siêu phẩm là có 102 luôn ha các anh chị. Đây một cái bình lái heo to khủng khiếp mà nói luôn, hai con rồng. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bình lái thiêu, độ này phải trên 80 năm, mà đặc biệt cái bình lái thiêu này nó cao tới 55 cm, chuẩn mực 55 cm luôn ha các anh chị, 55 cm. Nhưng mà đặc biệt ha, men phun thì mình không nói, men phun thì nó giá trị quá rồi, nhưng cái này tới hai con rồng ha các anh chị, hai con rồng. Đây cái này rồi giống như là lông dấu tử vậy các anh chị gọi là lông dấu tử cũng được, tại con rồng này rồng to, rồng này rồng con, hoặc gọi là sông lông chanh châu hay là sao ấy. Đây rất là đẹp luôn. Đây nội là cái gâu của nó là các anh chị vẫn thấy luôn ha, gâu này, đây là cái gâu ha các anh chị. Tình trạng của cái bình này là lành đẹp 99%, quan trọng là cái độ lành của nó các anh chị, rất là đẹp các anh chị xem chuột, rất là già, to phải trên 80 năm chưa. Đây sau đây là có minh văn ha các anh chị, có minh văn rất là đẹp luôn ha các anh chị, rất là đẹp. Tình trạng của cái bình này là cái này dầm kỹ mới thấy thôi các anh chị ơi. Đây em chỉ luôn chỗ này, cái này là gạn nhẹ nha các anh chị, gạn nha, đây gạn, gạn thôi, đây là các anh chị có đây, gạn tự nhiên thôi, gạn tự nhiên thôi các anh chị. Đây mấy cái nước này là gạn tự nhiên thôi ha, không có bị gì hết, lành đẹp 99%, đặc biệt cái chiều cao nó tới 55 cm, 55 cm là ha các anh chị. Em xin giao lưu cái bình sông lông này gốm lái thiêu ha các anh chị, với giá nè rất là đẹp luôn, 9,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác, 9,5 triệu bao ship. Nước men là bóng đẹp, rất là bóng luôn các anh chị, bóng đẹp như đầu Sài Gòn vậy các anh chị. Đây minh văn đây, cao tới 55 là nghe các anh chị, cao 55 cm. Đây xin cảm ơn các anh chị và cô.
Quay sơ sơ hai cặp đôn bồng cho mấy anh chị Có gì quay xem. riêng được ừ không? Quay riêng thôi à. Đây, để em hết clip này em sẽ quay gửi đến cho các anh chị và cô bác là một cặp đôn, hai cặp đôn như bồng hả, cái gì, hai cặp đôn bồng gốm cây mai cao trên 7 tấc hết trơn, một cặp là cao 72 và một cặp cao 75. Rồi ok, em cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi buổi live của em. Các anh chị và cô bác có cần món gì hoặc thích món gì cứ liên hệ em với số điện thoại Zalo 0826 252052. Xin kính chào quý cô bác ạ. À.